Ngoại trưởng Ukraine cảnh cáo Nga. Kính thưa quý vị, tin từ Kiev. Vào ngày hôm qua, quyền Ngoại trưởng Andriy Dezhtsia kêu gọi Nga giúp khai triển kế hoạch hòa bình của Tổng thống Petro Poroshenko, nói rằng ông ta hy vọng là Nga giúp thi hành chương trình mang lại hòa bình cho miền Đông. Nếu Nga không có thiện chí, Ukraine buộc phải vận động các nước và cộng đồng quốc tế áp đặt các biện pháp cấm vận mạnh đối với Nga. Tình trạng ở miền Đông leo thang mỗi ngày, Nga phải nhanh chóng trả lời Ukraine trong vòng thời gian vài ngày. Ngoại trưởng Andriy Dezhtsia đã đưa ra lời tuyên bố trong lúc Bộ Nội vụ Ukraine tố cáo Nga đã đưa 3 chiếc xe tăng và nhiều chiếc xe quân sự qua biên giới để giúp cho dân quân ly khai. Nga không công nhận đã giúp cho dân quân. Tổng thư ký OSCE viếng thăm người Ukraine tị nạn ở Nga, tin từ Rostov-on-Don, Nga. Ông Tổng thư ký Tổ chức An ninh và Cộng tác ở Âu Châu, thường gọi tắt là OSCE, đã gặp người Ukraine tản cư vì chiến tranh giữa dân quân ly khai và quân đội Ukraine ở vùng Donetsk và Luhansk. Người tản cư đa số là phụ nữ và trẻ em. Cơ quan thông tấn ITAS cho biết khoảng 15.000 người đã chạy qua Nga trong thời gian 2 tháng qua. Những người tản cư đã lên tiếng với ông Lamberto Zanier đòi trả lời về việc chính phủ Ukraine đã dùng quân đội tấn công. Ông Zanier nói với họ rằng khi ở Kharkiv, ông đã nghe những vấn đề của người Ukraine tản cư ngay trong nước và hiện giờ thì ông ta muốn lắng nghe tiếng nói của người đã chạy qua Nga. Ngày hôm qua, từng Tổng thống Petro Poroshenko nói rằng ông ta sẵn sàng đối thoại với người chống đối ở miền Đông. Dân quân ly khai tuyên bố không buông súng, nhưng nói rằng đối thoại là cách duy nhất có thể đem lại hòa bình. Ông Zanier nói rằng là đối thoại là điều mà OSCE đã vận động, không chỉ vận động các nước mà còn đang làm việc với những người lãnh đạo chính trị tại Ukraine. Những lời nói của ông Zanier không làm dịu sự nóng giận của người di tản. Một phụ nữ nói rằng hiện giờ đã quá trễ, người đã chết, trẻ em đang chết, nhà đang cháy. Kiev đang thành lập nhiều tiểu đoàn đặc biệt để giết người dân vùng Đông Nam. Chiến trận hiện giờ tập trung tại thị trấn Slaviansk có 130.000 dân. Thị trấn có giá trị chiến lược vì nằm ở trung tâm vùng trữ lượng than đá và trên những con đường đi tới ba vùng chính tại miền đông Ukraine. Chính phủ ở Kiev tuyên bố trong vòng 24 giờ trong tuần trước, quân đội đã tiêu diệt được trên 300 dân quân ly khai. Theo tin tức thì khoảng 1/3 dân số Slaviansk đã rời thị trấn vì tình trạng khó khăn, điện và nước bị cắt đứt.